Cô gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả các em đã cùng quay trở lại khóa học Ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, người mẹ, nguồn cảm hứng bất tận của thi ca. Từ xưa tới nay, từ Á sang Âu, hình tượng người mẹ luôn tỏa sáng lung linh tấm lòng nhân hậu, bao dung, độ lượng suốt cả cuộc đời vì chồng vì con vì quê hương đất nước khi viết về người mẹ mỗi tác giả có một cách thể hiện khác nhau điều đó phụ thuộc vào cung bậc cảm xúc năng khiếu thẩm mỹ và cả hình thức thể hiện bài thơ mẹ và quả của nguyễn khoa điềm in trong tập thơ Việt Nam năm 1945 đến 1985 của nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1985. Viết về mẹ say lòng người đọc bởi hơi thở hồn nhiên mà sâu lắng, ngôn từ giản dị nhưng tính khái quát, chiêm nghiệm cao, hòa trong mạch cảm xúc yêu thương, kính trọng vô bờ. Và để mở rộng ở chủ đề gõ cửa trái tim cô cùng các em sẽ khám phá những hấp dẫn trong bài thơ đi cùng năm tháng này của nguyễn khoa điểm bài thơ mang tựa đề mẹ và quả bài thơ mẹ và quả như sau những mùa quả mẹ tôi hái được mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng những mùa quả lặn rồi lại mọc như mặt trời khi như mặt trăng lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên còn những bí và bầu thì lớn xuống chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi và chúng tôi một thứ quả trên đời bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi mình vẫn còn một thứ quả non xanh nguyễn khoa điểm như các em có thể dễ dàng nhận ra bài thơ được chia thành ba khổ rõ rệt mỗi khổ gồm có bốn dòng thơ đọc khổ thơ thứ nhất khá thú vị với cách viết của nhà thơ những mùa quả mẹ tôi hái được. Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng. Tại sao Nguyễn Khoa Điềm không viết những mùa vụ mẹ tôi thu hoạch? Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng. Em hãy so sánh giá trị biểu đạt của từ mùa quả và từ mùa vụ trong câu hỏi sau đây. Khi nói đến mùa vụ, người ta nghĩ ngay đến vụ chiêm vụ mùa ngoài vụ chiêm vụ mùa mẹ còn phải gieo trồng rau màu bầu bí mỗi thứ một tí gom góp nuôi đàn con khôn lớn suy cho cùng hạt lúa cũng là một loại quả vậy nên mùa quả có tính khái quát hơn nếu như câu thơ thứ nhất chúng ta nhìn thấy giá trị biểu đạt xuất sắc của từ mùa quả thì đến với câu thơ thứ hai mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun chồng người đọc băn khoăn với động từ trông theo từ điển tiếng việt trông có những nghĩa như sau thứ nhất trông là nhìn để nhận biết trông cũng có nghĩa là để ý nhìn ngó coi sóc giữ cho yên ổn hoặc trông nghĩa là mong hay trông là hướng đến với lòng hy vọng mong được giúp đỡ như vậy chữ trông trong câu thơ hiểu với ba nghĩa trước là đúng theo nghĩa thứ tư câu thơ là sự khẳng định mùa quà của mẹ do mẹ quyết định chẳng trông ngóng mong chờ vào một ai khác từ ý này có thể mở rộng ra tầm triết lý hai câu thơ mở đầu là một sự khẳng định định hướng tính biện chứng về luật nhân quả vì những mùa quả mẹ tôi hái được mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun chồng chứ không trông chờ cậy nhờ vào tay của một ai khác dẫu tay của ai khác có thể khỏe chắc hơn tay mẹ nhưng phẩm chất của mẹ là tự lực cánh sinh là người từng trải mẹ không thiếu kinh nghiệm về sự trả giá đó mẹ chỉ thu hoạch được hái được những mùa quả từ tay mẹ vun trồng mà thôi những mùa quả với mẹ cần thiết biết bao không thể thiếu nó được và nữa những mùa quả không phải lúc nào cũng có thậm chí khi thất bát trắng tay nhưng thường là tuần tự theo một chu kỳ nhất định lặn rồi lại mọc như mặt trời khi như mặt trăng cho nên theo mẹ không thể đại lãn chờ sung mà được phải có thời gian vun trồng chăm sóc và chờ đợi sự vun trồng của mẹ phụ thuộc vào mẹ vun trồng chu đáo kỹ lưỡng ắt sẽ được quả tốt ngược lại thì bởi vậy, hai câu thơ thứ ba và thứ tư của khổ thơ thứ nhất này được viết thật tự nhiên. Đọc kỹ hai câu thơ, em thấy tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào? Mặt trời mọc, mặt trăng lặn là sự tiếp nối không ngừng nghỉ của thời gian. Tác giả đã lấy quy luật này để so sánh với quả của mẹ. Thời gian tuần hoàn, liên tiếp, mùa quả của mẹ cũng vậy. Thời gian không ngưng động, mẹ không ngưng tay. Thời gian có sáng, có tối. Mùa quả của mẹ có khi bội thu, lúc lại thất bát. Cách so sánh mới lạ nhưng hồn nhiên với hình ảnh đẹp. Những mùa quả lặn rồi lại mọc, như mặt trời khi như mặt trăng. Thời gian chăm sóc Chờ đợi là thời gian quả lặn, còn khi thu hoạch quả chín, quả đến kỳ hái được chính là thời gian quả mọc. Hai từ lặn và mọc thật ấn tượng. Hai từ đối lập này là một ẩn dụ đầy tính sáng tạo của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi nói về luật nhân quả trong chu kỳ trồng trọt của nhà nông. Nhưng vấn đề không dừng lại ở quy luật trồng trọt của nhà nông. Điều chính yếu là Trong bài thơ này Nguyễn Khoa Điềm nói đến công lao dưỡng dục Sinh thành của người mẹ Đối với con cái Tay mẹ như có phép thần Nên lũ chúng tôi là con của mẹ Cứ thế lớn lên Qua sự chăm sóc nuôi dưỡng của mẹ Được nhắc đến trong khổ thơ thứ hai Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn xuống chú mang dáng giọt mồ hôi mặn rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi khổ thơ thứ hai với hai câu đầu tác giả đối chiếu lũ chúng tôi với bí và bầu trong không gian ba chiều ngôn ngữ ngộ nghĩnh của lứa tuổi đồng dao lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên còn những bí và bầu thì lớn xuống Hai câu thơ này sử dụng biện pháp tu từ gì vậy các em? Những người con được mẹ chăm bẵm cứ lớn cao hơn, còn bầu bí của mẹ thì dàn leo từng quả cứ dài ra, lớn xuống. Câu thơ tạo được vế đối giữa lớn lên và lớn xuống. Ở cả hai chiều cao và sâu của cuộc đời, của không gian và thời gian, ta đều thấy in dấu của bàn tay mẹ. Các câu thơ đọc lên nghe thật ấm áp, dân dã, tưởng như không có gì dân dã hơn. Bởi đó là lời ăn tiếng nói hàng ngày, gắn bó thân thiết với nhà nông. Nguyễn Khoa Điềm đã chọn quả bí, quả bầu, với đặc trưng của nó là lớn xuống. Hình dáng lại mang dáng giọt mồ hôi mặn, nhằm diễn tả nỗi khổ nhọc, vất vả của mẹ biết bao giọt mồ hôi mặn của mẹ đã nhỏ xuống âm thầm lặng lẽ để kết nên những quả bí quả bầu nhưng có lẽ ý vị và mới mẻ hơn là trong sự liên tưởng so sánh giữa giọt mồ hôi vất vả của mẹ nuôi ta khôn lớn nó cứ dài ra nặng thêm như những quả bí quả bầu đây là những giọt mồ hôi xanh điều thiết thực là chính những quả bí quả bầu này có thể còn có nhiều loại hoa màu khác lại là nguồn nuôi sống những đứa con nuôi dưỡng cho lũ chúng tôi lớn lên chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn rò xuống lòng thầm lặng mẹ tôi cái hình dáng lớn xuống được liên tưởng chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn viết được như vậy đã thể hiện sự biết ơn đã thấy được công lao to lớn của mẹ và đến câu thơ thứ tư kết lại của khổ thơ này đó là sự thấu hiểu dò xuống lòng thầm lặng mẹ tôi giọt mồ hôi dò xuống lòng mẹ thầm lặng câu thơ thể hiện sự trải nghiệm chiêm nghiệm thầm lặng là âm thầm lặng lẽ ít ai biết đến nếu tác giả viết chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn dò xuống vườn cây trái mẹ tôi Thì mới dừng ở sự vất vả, khó nhọc Với mẹ, vất vả khó nhọc ấy thường tình Nỗi vất vả lớn hơn, mẹ phải gánh chịu là sự cô đơn, nhớ nhung, âm thầm chịu đựng Đặt bài thơ trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh lúc ấy Một tay mẹ nuôi đàn con khi chồng đang đánh giặc cuối trời Giọt mồ hôi mặn như lại càng mặn hơn Câu thơ như chìa khóa, giải mã hai khổ thơ đầu. Giờ đây, chúng ta hiểu vì sao những mùa quả mẹ tôi hái được, mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng. Ý thơ của Nguyễn Khoa Điềm gợi nhớ đến bài ca dao nói về nỗi vất vả của mẹ, của người nông dân một nắng hai xương Mồ hôi mà giỏ xuống đồng, lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương. Mồ hôi mà đổ xuống vườn, dâu xanh lá tốt vấn vương tơ lòng có thể nói đây là những câu thơ tài hoa nhất trong bài khắc sâu sự hy sinh thầm lặng của mẹ và lòng biết ơn vô bờ của người con vì công dưỡng dục sinh thành của mẹ hiền cây trả công cho người bằng những mùa quả và người trồng cây cứ hy vọng mùa sau tốt hơn mùa trước mong cho cây chịu cảnh sai trái còn cái vườn người của mẹ Bài thơ nói gì về những ước mong mẹ dành cho con, những thấu hiểu của con với mẹ. Cô trò chúng ta sẽ cùng đón đợi trong video bài giảng ở phần thứ hai nhé. Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.